Chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì phiên họp Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thường kỳ nhằm thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong phục hồi kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm. Trong đó nổi bật là GRDP của thành phố tăng 16,76% so với cùng kỳ, đứng thứ tư trong top 10 địa phương có tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước 9 tháng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 24,43% so với cùng kỳ năm ngoái và dự kiến sẽ về đích sớm trong tháng 10 này. Chủ tịch thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố giao, trong đó ưu tiên tập trung xử lý những nhiệm vụ được giao có thời hạn, những nhiệm vụ quan trọng, nhất là giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư, đồng thời chuẩn bị kịch bản tăng trưởng năm 2023. Tại kỳ họp, Ủy ban nhân dân thành phố cũng thảo luận thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền như chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố, mức chuẩn trợ giúp xã hội và mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn, nguồn kinh phí chi phòng chống dịch, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh, báo cáo xử lý kết quả rà soát quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp của ngân sách.